Của đơn vị Lâm Hải Đường, của đơn vị tỉnh Mong An thì chúng ta tiến hành thảo luận chuyên môn và tập huấn huấn luyện viên trọng tài ở phía trong hội trường của trung tâm nhân quán thể thao Mong. Và đầu giờ chiều lúc 13 giờ các đoàn sẽ tập trung tại sân này, và đơn vị thi diễn đầu tiên là Linh Nghĩa Đường của đơn vị An Giang, Quốc Anh Đường của đơn vị Vĩnh Long, Quốc Sơn Hồng của đơn vị Long An, Lâm Hiền Đại của đơn vị Bình Giang, Hiền Anh Đường của đơn vị Vĩnh Long, Thấp Dĩ Miếu của đơn vị An Giang, Dương Xuân Đường của đơn vị Long An, Quỳnh Công Đường của đơn vị An Giang, Hùng Nghĩa Đường của đơn vị Trà Vinh. Thì mời các đơn vị chúng ta lúc 1 giờ tại sân lễ này. Chiều nay các đơn vị tham gia thi diễn đầu tiên là Linh Nghĩa Đường của đơn vị An Giang, Quốc Anh Đường của đơn vị Vĩnh Long, Đức Sen Hồng của đơn vị Long An, Lâm Hiền Đệ của đơn vị Hậu Giang, Hiền Anh Đường của đơn vị
Thank you.